Chào mừng các bạn đã đến với bài tập yoga giảm mỡ lưng ngày hôm nay. Bài tập này sẽ giúp các bạn sở hữu một cái lưng ong để giúp các bạn tự tin mặc những bộ đồ thể thao, những cái bộ đồ 2 dây thật là sexy và quyến rũ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu thôi. Bằng lắc nhẹ hông của mình sang hai bên để hông cân bằng trên thảm. Rồi hít vào, hai tay vươn lên cao, lòng bàn tay áp chạm vào nhau, mắt nhìn lên. Thở ra, hạ tay xuống, cúi đầu. Hít sâu, hai tay vươn lên, chắp tay, ngước mắt nhìn lên. Thở ra, hạ tay xuống, cúi đầu. Hít vào, hai tay vươn lên cao, mắt nhìn lên, kéo giãn cho cuộc sống. Và thở ra, hạ tay xuống, cúi đầu. Hít vào. Thở ra. Vòng cuối, hít sâu, hai tay vươn lên. Lần này chúng ta đan tay, hướng lòng bàn tay lên trần. Thả lòng vai xuống, mắt nhìn lên. Hít thở đều và giữ. 5 4 3 2 và 1. Thở ra, hướng tay về phía ngực. Rồi mình đẩy về phía trước, cuộn tròn lưng về sau, mắt nhìn dồn, thu cằm. Cảm nhận sự kéo giãn của bả vai sau. 5 4 3, 2 và 1. Hít sâu, nâng hai tay vừa lên cao. Và thở ra này, mình tách hai tay ra. Đưa gập tay trái lại, tay phải nắm khỉu tay trái. Và mình lách tay trái sang bên phải. Giữ thẳng lưng. Mình cần khởi động kỹ, thật là kỹ những cái khớp tay, vai, cổ tay của mình. Để chút nữa thì mình sẽ tập nhiều hơn về cái nhóm cơ đó nhé. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, hai tay vươn lên. Và thở ra, đổi bên. Chúng ta kéo tay phải sang bên trái này, gồng chắc cơ bụng lại và giữ. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, nâng hai tay vươn lên cao. Và từ đây chúng ta đan hai tay vào nhau này. Rồi bây giờ này, mình kéo tay trái xuống, tay phải của mình nhấc lên, gồng chắc. Rồi đổ sang bên. Đó, thực hiện liên tục. Động tác này sẽ giúp chúng ta mở vai này, tập cho tay vai cũng như là cơ lưng của mình rất là tốt. Các bạn hãy cảm nhận vào cơ lưng của mình nhé. Đúng rồi, gồng chắc. Và động tác này mình nhớ là siết cơ bụng lại nhé. Kéo nhiều tay của mình sang bên. Hít thở đều. Mười nhịp nữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 và 1. Tốt. Hít vào, nâng hai tay vừa lên. Và thở ra này, hạ hai tay xuống, mở cái vai đẩy ngực. Hít 2 lên. Thở ra. Hít 3. Thở ra. Hít 4. Thở ra. Mình khép hai khuỷu tay lại này, đẩy căng lồng ngực lên. Hít 5. Thở ra. Hít 6. Thở ra. Hít 7. Thở ra. Hít 8. Thở ra. Hít 9. Thở ra. Lần cuối, hít 10 và thở ra. Rồi, bây giờ chúng ta hít vào, hai tay ra ngang và vung hai tay sang hai bên, thả lỏng. Mới tập một xíu thôi mà đã cảm thấy rằng tay mai với cả lưng đã tác động rất là nhiều rồi, đúng không các bạn?
Quan trọng là khi mà mình tập đúng nhóm cơ và cảm nhận cơ bắp thì chúng ta mới đạt hiệu quả cao nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa hai chân về sau, chống hai tay về trước, tư thế cái bàn. Hai tay của mình mở rộng bằng vai và hai chân mở rộng bằng hông, xoay căng các đầu ngón tay, nhấn xuống thảm. Hít vào, siết bụng, xốc vai lên. Rồi bình tĩnh này, đẩy cái hông sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái. Mình nhìn xuống hẳn gót chân đó. Hít về giữa, thở đổi bên. Hít về giữa, thở mắt nhìn gót trái. Hít sâu về giữa, thở ra mắt nhìn gót phải. Hít vào về giữa, thở ra. Hít sâu, thở ra. Một vòng nữa nào, hít vào, thở ra. Hít sâu và thở ra. Hít vào, nâng người về giữa tư thế cái bàn. Rồi từ đây mình nâng tay phải vươn lên trần, mắt nhìn theo tay. Thở ra, luồn tay phải qua bên trái, hạ vai và đầu xuống. Thực hiện 3 lần. Hít 2, nâng tay phải hướng trần. Thở ra, luồn tay phải qua trái. Nhịp cuối, hít vào, nâng tay phải hướng trần. Và thở ra, luồn tay phải qua trái, hạ vai và đầu xuống. Rồi mình giữ ở đây, duỗi cái lưng ra. Tốt, tay trái hướng lên trần. Mắt nhìn theo tay. Nếu được thì bạn đổ tay trái qua bên phải. Lúc này thì mình sẽ cảm nhận thấy khớp vai và cái lưng của mình đang được hoạt động mạnh mẽ. 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Chống tay trái xuống, nâng người lên cái bàn. Rồi mình đổi bên. Hít vào, nâng tay trái vươn lên cao, mắt nhìn theo tay. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hạ vai và đầu xuống. Hít 2, nâng tay trái hướng trần. Thở ra, luồn tay trái qua phải. Một vòng cuối, hít sâu, nâng tay trái cao lên trần, mắt nhìn theo tay. Thở ra, luồn tay trái qua phải, hạ vai và đầu xuống. Hãy di chuyển đầu cổ của mình thoải mái. Rồi tốt, nâng tay phải hướng trần, mắt nhìn theo tay nào. Tốt nữa, mình đổ tay phải qua bên trái. Hít thở đều ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay phải xuống, nâng người lên, tư thế cái bàn. Rồi thở ra này, mình nâng gối, nâng hông, chó úp mặt, đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng, nhấn dần gót chân xuống, kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Và chúng ta nhún chân tại chỗ. Sáu, năm, bốn, ba, hai và một. Hít sâu, kiễng cao chân, lao người về phía trước, tấm ván. Mình có thể bước chân về sau nhé, xốc cái vai lên, gồng chắc cơ bụng và giữ ở đây. 10, xốc vai lên. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ đây mình hạ gối, thở hạ ngực cằm. Hít vào, lướt rắn, xoay cái vai, đẩy lồng ngực lên.
gồng chắc toàn bộ cơ thể, nhất là vùng bụng của mình. Đẩy ngực lên nào, và thở này, mình hạ ngực xuống. Thực hiện liên tiếp 6 lần. Hít 2, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Động tác con rắn này sẽ giúp chúng ta rất là khỏe cơ bụng và cơ lưng nhé. Thở xuống. Hít 3, nâng lên. Thở xuống. Hít 4, nâng lên. Thở xuống. 2 nhịp nữa. Hít 5, nâng lên. Thở hạ xuống. Lần cuối, hít 6, nâng lên. Và thở ra, hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa tay về phía trước này, tư thế châu chấu. Hai tay của mình áp sát tai, trán chạm thảm, hai chân trụm sát lại. Hít vào, gồng chắc cơ bụng và nâng hai tay, hai chân lên, nâng cái ngực của bạn lên. Và bạn hãy nhớ này, tay áp sát mang tai, mắt nhìn xuống thảm, thở hạ xuống. Hít hai, nâng lên. Gồng chắc lên chậm, thở xuống. Động tác này là động tác vua cho vùng lưng của mình đó. Nếu mà bạn muốn sở hữu một cái lưng săn chắc và thon gọn thì bạn hãy nhớ tập động tác này thường xuyên nhé. Rồi hít 3, nâng lên. Cảm nhận cơ bụng gồng chắc, thở xuống. Hít 4, nâng lên. Thở xuống. Hít 5, nâng lên. Thở xuống. Hít 6, nâng lên. Thở xuống. Hít 7, nâng lên. Thở xuống. Hít 8, nâng lên. Thở xuống. Hai nhịp nữa. Hít 9, nâng lên. Thở xuống. Lần cuối, hít 10, nâng lên. Gồng chắc giữ 5, gồng chắc 4, 3, 2, 1. Rồi hạ xuống, thở hết. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chống hai tay về ngực của mình, chuẩn bị lên tư thế con rắn. Hít xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng. Kéo giãn cái cột sống của bạn ra. Dồn lực về gót chân và để cao rút rốn. Từ tư thế chó úp mặt chúng ta sẽ về tư thế con rắn. Hít vào này, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Siết chặt cơ bụng, chậm chậm hạ hông xuống. Đẩy ngực, mắt nhìn thẳng, gồng chắc cơ lưng, cơ bụng. Thở ra, cuộn lưng lên, chó úp mặt. Thực hiện 6 vòng. Hít 2, kiễng chân, cuộn lưng, chậm chậm hạ hông xuống. Mắt nhìn thẳng, thở ra, chó úp mặt, duỗi lưng. Hít 3. Bạn nhớ là xuống thật chậm, kiểm soát cơ bắp của mình. Thở ra, chó úp mặt. Hít 4. Xuống chậm này, gồng chắc cơ bụng lại. Thở ra, chó úp mặt. Hai nhịp nữa, hít 5. Thở ra. Một nhịp cuối, hít 6.
và thở ra chỗ úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hạ gối xuống và về tư thế em bé giãn lưng. Hai tay của mình thả lỏng. Ta có thể co duỗi các ngón tay. Thư giãn cho tay của bạn. Rồi từ đây, mình tiếp tục này, đưa người nằm sấp xuống thảm. Hai tay của bạn dang ngang. Hít vào, gồng chắc cơ bụng này, nâng chân bên phải lên và mình đổ sang bên trái. Các bạn thực hiện được không ạ? Các bạn hiểu không nhỉ? Rồi đây nhá, mình làm lại này. Hít vào này, nâng chân phải lên, nâng cái đùi của mình lên này, đổ sang bên trái. Rồi rất tốt. Thì lúc này các bạn sẽ cảm thấy rằng là cơ thể của mình đang được vặn xoắn này, cũng như vùng lưng, vai của mình đang được hoạt động. Rất là tốt. Mình nhớ là mở cái gối phải ra nhá. Tốt nữa mình đưa hai tay nắm nhau ở phía sau lưng. Đẩy nó lên, gồng chắc cơ bụng. Năm nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Rồi mình đổi bên này. Úp người về vị trí ban đầu. Hít vào, nâng chân trái lên, nâng đùi trái này, đổ sang bên phải. Ok, mở cái gối trái ra. Hãy để cho tay vai của mình cảm thấy thoải mái. Căng nhẹ. Tay trái của mình đưa về sau lưng và hai tay nắm nhau nếu được. Nếu các bạn không nắm được tay cũng không sao cả. Thì mình lại chống tay về phía trước nha. Mình giữ ở đây 5 nhịp thở nào. 5 4 3 2 và 1. Rồi bình tĩnh chống tay trái về phía trước và đưa người nằm sấp xuống thảm. Rất tốt. Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta về tư thế cá heo. Hai tay của mình xuôi này, song song với nhau và cẳng tay mở rộng bằng vai. Hít vào, chống bằng các đầu ngón chân, bình tĩnh nâng gối, nâng hông lên. Di chuyển hai chân về phía tay của mình. Chúc cái hướng cái đầu của mình xuống dưới này. Rồi thở ra, đi hai chân ra xa. Hít vào, tiếp tục kiễng chân. Thở ra, đi hai chân ra xa. Các bạn nhớ xốc vai của mình lên. Tiếp tục đi hai chân lên. Hướng đỉnh đầu xuống. Đi hai chân ra xa. Hai vòng nữa. Hít vào, lên. Rút sâu rốn, kiễng cao gót chân. Thở về vị trí ban đầu. Lần cuối. Bước dần lên. Duỗi cái lưng ra nào, giữ ở đây. 5 4 3 xốc vai. 2 và 1. Rồi di chuyển hai chân ra xa. Mình lao người về phía trước, gồng chắc xốc vai lên giữ ở đây. 10 9 giống như tôi thấy plank đó. 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi hạ gối xuống. Rất tốt. Mình sẽ đưa mông ngồi lên gót chân. Vung hai tay sang hai bên thả lỏng. Sau khi tập xong thì mình giãn cơ nhé. Các bạn đưa hai tay ra ngang, hít vào. Thở này, gập tay trái lại, tay phải đưa sang bên. Giữ thẳng tay phải của mình
Rồi mình ép tay phải về phía cơ thể, kéo giãn cái bả vai bên phải. Hít thở đều. Năm nhịp thở chậm nữa. Nếu được thì mình có thể đưa cái tay bên trái này về phía cổ tay phải. Rồi mình xoay người về sau, mắt nhìn về sau. 5 4 3 2 và 1. Xoay người về giữa, hít vào, hai tay ra ngang. Thở, gập tay phải lại, tay trái đưa sang bên. Từ đây mình kéo tay trái về phía ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. Cảm nhận sự kéo giãn của vai trái. Tốt hơn nữa thì bạn đưa cái tay phải về phía cổ tay trái này. Rồi mình xoay người về sau, mắt nhìn về sau. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay ra ngang. Và thở ra, hạ tay xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nâng vai lên, hạ xuống để thả lỏng nhé. Hít, nâng, thở, hạ. Hít, hai, thở. Hít, ba, thở. Hít, bốn, thở. Hít, năm, thở. Hít, sáu, thở. Hít, bảy, thở. Hít, tám, thở. Rồi, rất tốt, rất là thoải mái. Khi mà chúng ta bị đau cổ vai gáy, chúng ta cũng có thể áp dụng cái động tác này rất là tốt cho những ai đang bị đau cổ vai gáy nhé. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn thấy thế nào? Khi mà tập thì khá là mỏi tay vai cũng như là lưng đúng không ạ? Nhưng mà khi tập xong thì mình cảm thấy vô cùng dễ chịu cho cái lưng và tay vai của mình. Đúng là khi mà mình tập xong bó cơ nào đó thì mình cảm thấy rằng bó cơ đó rất là dễ chịu và thoải mái luôn. Ok, nếu các bạn cảm thấy rằng video này hay thì các bạn hãy giúp Hoàng Uyên lan tỏa đến mọi người xung quanh. Và nếu các bạn muốn tập cái chủ đề nào đó thì hãy comment xuống để Hoàng Uyên tiếp tục xây dựng những bài tập mới cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Namaste.